Chiều ngày 24 tháng 7 theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Áo Claudia Appa. Tại cuộc gặp, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và tăng cường quan hệ với Áo, một đối tác quan trọng và tin cậy của Việt Nam ở châu Âu. Để tăng cường hợp tác nghị viện Việt Nam và Áo, Chủ tịch nước đề nghị hai bên đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp nhằm tăng cường tin cậy chính trị, tạo thuận lợi cho hợp tác song phương, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Nghị viện Áo và Hội đồng Liên nghị viện ASEAN. Chủ tịch Thượng viện Áo đánh giá cao vai trò tích cực, trách nhiệm của Việt Nam tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế, mong muốn Việt Nam làm cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa Nghị viện Áo với Hội đồng Liên minh Nghị viện ASEAN. Hai nhà lãnh đạo tin tưởng quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Áo sẽ phát triển mạnh mẽ, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Áo. Và cũng trong thời gian thăm chính thức Áo vào chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã thăm trụ sở Liên Hợp Quốc tại Áo và làm việc với quyền Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, bà Najat Mokhtar. Lãnh đạo cơ quan IAEA cảm ơn những đóng góp tích cực của Việt Nam trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc nói chung và các hoạt động hợp tác ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình. Bà Najat Mokhtar khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác nâng cao năng lực và chuyển giao công nghệ cho Việt Nam. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao những đóng góp của IAEA, đồng thời đề nghị cơ quan này tăng các dự án hợp tác kỹ thuật trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương để Việt Nam có thể tham gia và có các dự án đặc thù nhằm tăng cường đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ. Mong muốn IAEA chia sẻ kinh nghiệm để tăng cường năng lực quốc gia về lĩnh vực thanh sát an ninh, an toàn hạt nhân. Nhân dịp này, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Ủy ban Luật Thương mại Quốc tế của Liên Hợp Quốc. Và sáng ngày 25 tháng 7 theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân đã tới thăm bang Berkeland của Áo và gặp thủ hiến bang Hans-Peter Doskonin. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng đến thăm Bergenland, một bang nổi tiếng với các công trình kiến trúc được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Đây còn là trung tâm kinh tế năng động đi đầu trong phát triển năng lượng tái tạo của Áo. Nhấn mạnh những triển vọng hợp tác to lớn giữa hai nước, Chủ tịch nước đề nghị thủ hiến khuyến khích các doanh nghiệp của bang khai thác cơ hội đầu tư tại Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam phát triển năng lượng tái tạo, tăng trưởng xanh, nông nghiệp công nghệ cao. Chủ tịch nước cũng ủng hộ bang thiết lập quan hệ đối tác với những địa phương có điểm tương đồng về kinh tế, văn hóa của Việt Nam, qua đó thúc đẩy giao lưu nhân dân và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Áo. Thủ hiến Doskonin chia sẻ thế mạnh của bang về dịch vụ y tế công cộng, an sinh xã hội với người cao tuổi và trẻ em, cho biết bang đang phấn đấu giảm phát thải ròng bằng không vào năm 2030. Thủ hiến nhất trí đẩy mạnh kết nối với các địa phương của Việt Nam về năng lượng tái tạo, đặc biệt là công nghệ lưu trữ năng lượng sử dụng pin hữu cơ thân thiện với môi trường, du lịch, văn hóa, nghệ thuật. Bày tỏ trân trọng với các ý kiến gợi mở của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng về kết nối với các địa phương Việt Nam, nhất là về đầu tư, thương mại, phát triển bền vững, giao lưu nhân dân, qua đó đóng góp cho việc củng cố và mở rộng hợp tác giữa hai nước. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã thăm nhà máy năng lượng điện gió Schattendorf. Chiều tối ngày 4 tháng 7, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm gia đình tiến sĩ Nguyễn Duy Hà, một nhà khoa học người Việt uy tín trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học vật lý lượng tử tại châu Âu và thế giới. Tiến sĩ Nguyễn Duy Hà hiện đang giảng dạy tại Đại học Bách Khoa Viên, đã có nhiều công trình nghiên cứu được công bố trên tạp chí nổi tiếng và được nhiều tổ chức khoa học quốc tế vinh danh. Hiện ông và một số cộng sự của mình thuộc nhóm nghiên cứu hàng đầu của châu Âu về vật lý nhiệt độ thấp. Thành công của tiến sĩ thể hiện rõ nét hình mẫu mà Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vẫn nhắc tới trong các cuộc gặp gỡ với bà con kiều bào, đó là hãy tuân thủ pháp luật, đóng góp tích cực cho địa phương mình sinh sống, từ đó góp phần nâng cao vị thế của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Nhân dịp này, Chủ tịch nước cũng mong muốn các cơ quan chức năng hoàn thiện chính sách tạo điều kiện cho các nhà khoa học người Việt ở nước ngoài nuôi dưỡng những ý tưởng mới, đột phá, tìm kiếm những phát minh khoa học quan trọng. Cái mong muốn nhất của đảng, nhà nước là điều đó rất là cần.